Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến thì ở cái video này thì mình chia sẻ cho các bạn một cái kèo tiền tươi. À, chúng ta sẽ đăng ký tài khoản và chúng ta tham gia vào cái sự kiện từ cái sàn NeoPay thì à, chúng ta sẽ là nhận là miễn phí 5 cái đồng NEO à, sấp xỉ là 4 đô la. Và ngoài ra thì các bạn giới thiệu thêm một bạn thành công thì các bạn sẽ nhận thêm hai cái đồng NIO này sấp xỉ 1,6 đô la. Thì cái uh, giá này là cái giá mà ở trên qua Market Cap là đang giá hiện tại là 0,84 đô la một đồng NIO này. Thì cái điều kiện để chúng ta tham gia thì uh, chúng ta cần phải là uh, sau khi mà đăng ký tài khoản xong thì chúng ta phải KIC ở trên cái sàn này và sau đó thì các bạn sẽ là nạp vào trong cái sàn này 25 USDT và các bạn chờ từ 24 đến 48 giờ sau khi mà các bạn nhận được cái phần thưởng về cái ví cá nhân của các bạn ở trên sàn thì các bạn có thể là bán cái đồng NIO này sang cái đồng USDT và sau đó thì chúng ta sẽ rút tất cả các cái cái tiền này về cái ví cá nhân hoặc cái sàn khác của chúng ta đó thì trên này là cái cách để mà chúng ta nhận là cái phần thưởng này nó là yêu cầu bắt buộc và các bạn là phải lưu ý với các bạn là khi các bạn nhận thưởng thì các bạn mới được rút cái tiền này ra còn nếu như các bạn chưa nhận được cái phần thưởng là cái đồng NIO này thì các bạn không được rút ra nếu các bạn rút ra thì cái phần thưởng của bạn sẽ không được không được tức là các bạn không được nhận như vậy là các bạn vi phạm quy nhé đó thì bây giờ thì mình sẽ là hướng dẫn cho các bạn cách tải app này đăng ký tài khoản KIC cũng như là nạp hai 20 năm USDT vào cái sàn này để chúng ta là nhận cái phần thưởng từ cái sự kiện của cái sàn này. À, trước khi mà đưa hướng dẫn cho các bạn là tải cái app ấy thì các bạn là có thể là chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về cái đồng NIO này ở trên coinmarketcap. thì cái giá hiện tại đang sấp xỉ là 0,8393 đô la một đồng. thì ở trên coinmarketcap và cái đồng này thì nó sử dụng bằng cái mạng là BSC. đó. ở đây thì trên đây thì cái thị trường của cái đồng NIO này thì nó nít trên khá là nhiều sàn. À, ở lớn ví dụ như ở đây là có một cái sàn nở banh này, bitmart này, bitbook này và Bitgold này đó và BTC bitforex đó. một số các cái sàn đây là toàn những cái sàn rất là nổi tiếng. thì bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tải app thì cái link đăng ký mình sẽ để ở dưới phần mô tả để các bạn kích vào thì nó sẽ tự động nó chuyển chúng ta đến cái phần mà uh, chúng ta cài đặt app ở đây thì uh, tức là chuyển chúng ta đến cái kho ứng dụng google play thì các bạn tải về đối với các bạn sử dụng iOS thì mình cũng sẽ để link cho các bạn tải ở cái phần mà mình để link ở trên cái nhóm Telegram mình sẽ để trong cái dưới cuối video để cho các bạn kích vào ở trên này iOS là tính là chúng ta sử dụng cho hệ điều hành iPhone nhé để iOS nhé còn Android này chúng ta sẽ tải bằng cái link bên dưới này đó thì khi các bạn kích vào cái link này thì nó sẽ chuyển chúng ta đến kho ứng dụng Google Play thì các bạn tải cái cái app này về. Các bạn chỉ phải nhấn vào phần cài đặt thôi uh, LIOJ Crypto BTC Exchange Đó. Đấy các bạn chờ một chút thì nó sẽ là uh, load cái thông tin cũng như là tải cái ứng dụng về. Như vậy là đã cài đặt xong thì các bạn nhấn mở cho mình Rồi các bạn uh, bỏ qua cái phần này rồi các bạn nhấn vào cái nút này cho mình Rồi trên đây là cái giao diện của cái sàn này nhé thì chúng ta sẽ đăng ký tài khoản nhé đó, giá ở trên sàn thì cũng là 0.84 đô la một đồng thì cái đồng NIO này thì nó cũng là cái hệ sinh thái là tức là cái đồng đồng coi riêng của cái sàn này các bạn kích vào cái phần biểu tượng hình người ở đây rồi sau đó thì các bạn nhấn vào cái phần login như mình đó ở đây thì nó sẽ có cái phần sinh up thì các bạn kích vào đây chúng ta tạo tài khoản nhé Ờ, có hai cái cách để chúng ta tạo tài khoản một là chúng ta sử dụng bằng tài khoản em à, bằng cái địa chỉ email hai là chúng ta sẽ sử dụng bằng cái số điện thoại ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là sử dụng cái email của chúng ta để chúng ta tạo tài khoản rồi tiếp bên dưới các bạn nhập mật khẩu nhé và các bạn nhắc lại mật khẩu cho mình và tiếp đến bên dưới thì các bạn nhập cái mã cốt tức là cái mã mời nhé người mời mình sau đó thì các bạn đánh dấu tích vào đây Cho các bạn chấp nhận các cái điều khoản sau đó thì các bạn nhấn vào sign up cho mình rồi ở bước này thì nó sẽ yêu cầu chúng ta là lấy cái lấy một cái mã cốt gửi về email thì chúng ta kích vào cái phần kích to send này sau đó thì các bạn vào email các bạn là lấy mã cốt các bạn nhập vào đây rồi nioj nhé các bạn kích vào đây này các bạn copy cho mình cái mã code này, rồi các bạn quay trở lại sàn này, các bạn nhập cho mình cái mã code vào đây, sau đó thì các bạn kích vào very rồi ok như vậy thì là đã uh, đăng ký tài khoản thành công, mình sẽ kích lại xem nào, đó như vậy đã đăng ký tài khoản thành công rồi nhé. Sau khi tài khoản uh, Tạo tài khoản thành công rồi thì uh, các bạn kích tiếp vào cái phần KIC cho mình. Đó, ở đây thì chúng ta sẽ là xác minh tài khoản. Các bạn kích vào đây. Rồi các bạn kích vào cái phần Start Now. Rồi ở đây thì nó sẽ có cái ba cái bước để chúng ta xác minh. Thứ nhất là chúng ta sẽ xác minh uh, cái thông tin bằng giấy tờ tùy thân. Uh, sau đó thì chúng ta sẽ xác minh địa chỉ email và sau đó thì chúng ta sẽ xác minh bằng cái ảnh selfie tức là cái ảnh chân dung nhé các bạn nhấn vào continue cho mình đầu tiên ở đây thì các bạn chọn quốc gia nhé thì uh, nó đã mặc định sẵn là quốc gia Việt Nam rồi và ở đây thì nó có ba cái hình thức để chúng ta chọn cái giấy tờ để chúng ta KYC thứ nhất là id card tức là cái uh, chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân thứ hai là cái uh, hộ chiếu và cái thứ ba đó là giấy uh, tờ uh, giấy phép lái xe mình sẽ sử dụng bằng cái ID card để chúng ta kyc C ở đây đến cái bước mà các bạn là chấp nhận vào cái phần cho truy cập vào camera camera nhé ở đây thì các bạn phải là chụp cho mình cái mặt trước của căn cước công dân đến cái phần này thì các bạn chụp xong cái mặt trước của căn cước công dân thì nó sẽ có hai cái mục thứ nhất là các bạn chấp nhận cái ảnh này tức là các bạn thấy cái ảnh của các bạn rõ nét rồi thì các bạn không cần phải chụp nữa thì các bạn kích vào cái dòng trên màu xanh còn nếu như các bạn chụp lại thì các bạn kích vào bên dưới ở đây thì mình ảnh của mình cũng khá là rõ nét rồi thì mình sẽ kích vào phần trên tiếp theo là các bạn chụp cái mặt sau căn cước công dân nhé ở cái phần này cũng tương tự như vậy thì các bạn kích dòng trên bảng màu xanh cho mình Rồi, cái bước này thấy yêu cầu chúng ta xác minh tài khoản email thì các bạn nhập lại cho mình cái địa chỉ email mà các bạn đã đăng ký tài khoản ban đầu. Sau đó thì các bạn nhấn vào send code. Bây giờ thì các bạn mở hòm thư email, các bạn lấy cái mã code các bạn nhập vào đây cho mình. 196538. Ok đó như vậy là mình đã xác minh cái tài khoản em thành công cái bước này thì các bạn chụp cho mình một cái ảnh chân dung mà của các bạn rồi ok như vậy thì là mình đã thực hiện xong cái các cái bước mà à, cái sàn nó yêu cầu chúng ta ở cái IC sau khi, sau khi các bạn thực hiện KIC xong thì nó sẽ có một cái thông báo đó là hệ thống đang xem xét tài liệu của bạn. Quá trình này sẽ diễn ra trong vòng 2 phút nhé. Đó. Như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn là thực hiện cái KIC thành công Thì bây giờ chúng ta sẽ là chờ nó phê duyệt cho chúng ta Đó ở đang cái chế độ pending tức là đang chờ duyệt nhé Và các cái KIC các bước tiếp theo thì chúng ta không cần phải làm Chúng ta chỉ cần KIC cái bước một thôi Rồi sau đó thì các bạn quay trở lại đó, Các bạn quay trở lại cho mình Các bạn nhấn vào cái phần uh, asset này ở đây thì các bạn kích vào cái phần BTC dòng trên cùng cho mình. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ nạp vào khi các bạn đăng ký tài khoản thì các bạn chưa có cái số dư cái đồng 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 coi của sàn là LIO đâu. Thì ở đây thì chúng ta để theo đáp ứng được đúng cái yêu cầu thì chúng ta phải nạp 25 USDT vào đây. Đó. Rồi, để nạp vào thì các bạn nhấn vào cái đồng USDT cho mình. À, tiếp theo thì các bạn kích vào đây. Ở đây thì uh, chúng ta chưa KIC nên chúng ta chưa gửi được tiền vào đây nha các bạn. Rồi mình sẽ chọn cái dòng này. Ở đây là uh, theo quy định thì là các bạn chưa KIC thành công tức là chưa được duyệt KIC thì các bạn không uh, gửi được tiền vào đây. Thì uh, ở đây thì nó yêu cầu là chúng ta là phải là 25 USDT. Theo mình thì các bạn nên nạp từ 25 đến 26 USDT uh, vào đây à, Sau đó thì các bạn chờ từ uh, 2 đến 24 tiếng đồng hồ à, Sau khi mà các bạn nhận được cái phần thưởng đó là cái đồng NIO, cái đồng Coi của sàn Về cái số ví, ví cá nhân của bạn này Thì các bạn hãy rút cái đồng USDT Còn nếu như không bạn rút sớm trước khi các bạn nhận được uh, cái đồng NIO này Thì cái phần thưởng của bạn sẽ không nhận được về cái ví cá nhân của bạn đó đấy là cái quy định của cái chương trình sự kiện của cái sàn Neo này. Rồi ok thì cái video này thì mình uh, xin được uh, tạm dừng tại đây. Ở những cái video sau mà mình uh, nạp tiền vào và mình nhận được cái phần thưởng này thì mình sẽ chia sẻ và cập nhật cho bạn ở trên kênh. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình.